ngày nay trong dây clay clay bị ba mươi premier say á nơi khôn ông phong mang cái hai thằng Maharu say nè premier say đây khôn ông Phật Sát Na đã niệm tụng lọp khăm ai nhớ cái hai là ai say nè đó về ai sâu premier sâu cứ kia premier ni đại robo ai say nè đối với sa mạn cô đom nhớ nè lâu cứ chỉ đại arhan cứ chỉ pre ni arhan đừng o chỉ đại ni cột cung arhan đừng o nè đó về ai sâu nó lâu cứ chỉ pre ni ai say đại ni phụ ai say đời xa ấy nhom nhì nhom pi đang cầm nén robo pre mình ai say á, pre mình ai say hay là ai sâu giống mình nè, khi nông cả đàm lâu ấy nè, cả tự cả đầy máu pre prum khi mình chả nó lâu bàn buồn lòng cả chỉ vật lơ lơ lâu nó lâu bàn ở bằng cả bột rồi bỏ pre ăn giống luôn pre pal ăn nè, khi nông nông miền ai say bị xoa mệt ai say cả sập ai say đom ấy nè hay ai say tệp từng lai được nhom man đi rob nè, ở chạm chmua với bà sa sang sực rất xin nhé, chạm nhom miên chmua từng ở và đây chạm thế ngay nè, nhom đường từ xe sầm rai bị sang sực rất nước màu chia phía xa khai mà rạ nhớ nè, phía xa khom nhớ đầm bay ao bon ôn bàn đăng bị chmua ai say tệp nè, hay là ai say tệp biết tha ai say tệp nữa cứ gì ấy xây đá miên sàn chết miên cầm ná ớt chia tề vẹn đôi ấy xây cắt sập bại nữa nè lâu cứ chỉ bật ô cứ chỉ bật rồi bỏ bể prum hai chỉ bay đa rồi bỏ nia bay đa rồi bỏ crut bay đa rồi bỏ dẹ bay đa rồi bỏ bể vì yêu bể phải run hai chỉ kru bay đa rồi bỏ kru rồi bỏ bể ân hai co chỉ chia bây đa tôi chỉ ta rồi bỏ vậy tới ngay chỉ ta tuột rồi bỏ bẻ dùng riêng đại dùng riêng những cư chỉ bật rồi bỏ bẻ hạ tết nè bẻ hạ tết đại bẻ hạ tết những bàn riệp ca chỉ mùi những côn sợi rồi bỏ bẻ pisnoka nè bẻ pisnoka tiêu bật những nè bỏ ăn miền bột trầy mà ăn nó bàn điệp ca à bị say chỉ vui nâng ở mai đó miền rớt nó phần niên à bị say chỉ vui nâng ở Pretoria đó thôi còn miền bột muối cứ yam ra nó cứ chỉ pre dùng riêng nè lại dùng riêng dữ nung ngày muối rồi rất ổn na đi để xây rồi bỏ hợp bè tết nó bị tranh chăng đòi cũng hưng ngủ khăng pê từ bè sẽ vẽ nó bàn ao anh ấy gì cho sạch rương đấy á bàn ao từ bè pisnoka nè bè pisnoka từ bột nó này đập vô thằng ranh vô lư nó tranh hơi có xong từ chi lộ hạ lưu được bảo vệ tất nước mang co cao từ chi cầm no lỗ hạ hai có ban phải lớn từ chi à vốn tên từ on nước đó à vốn muối cứ à vốn đầy đầy chi thau và thau nước cày máu có ao từ paramasu avata và bị sụn nước cứ ao từ priem ao từ bậc khăn ao từ cam rịa được bảo vệ ân vốt ao xem xem hồ độc ban từ tiệt sài tây muối nè sài tây nó ao từ quay từ ná sập nâng sập nè có ban bọc cô ao từ pre nè cái hai là pre yum rê hai có pre vis pre mai oma hai nâng pre mai pre si vẹ nó có ban cùng kia từ chỉ pre om này nhom thọp mình bún thọp lơ pi tê vẹ từ vót á ăn pì tê vẹ bò vót nó cứ bàn cờ co sang được phục mũi nhá, cung cường được bị nhiến,
ដែលបានស្លាប់ទៅណាត្រូវបានឃុំក្រងនៅឋានយមរាជដោយមានស្ដេចយមរាជនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយខ្សែស្រឡាយពូជគេនោះណាអញ្ចឹងមិនថាខ្មែរយើងតែគេបានធ្វើធំហើយគេលើកតែកូនគេទេឲ្យធ្វើធំមកកូនក្មួយគេអាព្រះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកុំប្រកាន់ណាបុណ្យកុសលគេគេខំកសាងមកបើយើងចង់រំដោះពូជពងវងតកូលយើងឲ្យផុតពីភាពមិនមានអំណាចមិនមានមាសប្រាក់មិនមានទ្រព្យយើងប្រឹងរកប្រឹងរៀនប្រឹងចេះប្រឹងធ្វើការប្រឹងរកស៊ីទៅយើងលើកវងតកូលយើងឲ្យវាខ្ពង់ពោះទៅគេហៅថាកូនដែលធ្វើឲ្យវងតកូលយើងល្អថ្លៃថ្នូរឲ្យតែគេបានវងតកូលគេល្អហើយគេលើកវងតកូលគេឲ្យថ្លៃថ្នូរយើងហើយណាគ្មានអីចម្លែកទេរឿងនឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយជាធម្មជាតិសូម្បីតែព្រះអញ្ចឹងដែរបងដែរទៅលើកអ្នកដទីមកឲ្យធ្វើប្រមុខសេនាប្រមុខអីអញ្ចឹងណាមើលតែព្រះសិវៈទៅកូនមកឲ្យធ្វើជាទេពសេនាណាទេពមហាទេពសេនាអញ្ចឹងណាអទៅពេលលើកព្រះតំណែងមកគឺជាព្រះមកហៅថារដ្ឋមន្ត្រីជួរមុខគណៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាគេហៅថាប្រមុខគណៈប្រមុខមិនគណៈទេវៈគឺជាព្រះតំណែងហ្នឹងហើយអើអញ្ចឹងទៅណាប្រអិនថាយើងធ្វើអីឲ្យដឹងខ្សែណាណាយើងចង់និយាយអំពីព្រះឥសីនិងព្រះមហាឫសីដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើអញ្ចឹងព្រះមនីឥសីនៅក្នុងបត្រៃវេទថាមហាឫសីមហាឫសីនឹងមានឫសីទេពណាហើយនឹងឫសីសច្ចំណាឥសីសច្ចំនឹងឥសីដែរអ្នកបួសណាអ្នកបួសដែលតាំងសិលភាវនាខាចង្ក្រមភាវនាធម៌សម្រាប់ចូលឈានច្រើនដងឬក៏ដោយបនិស័យនោះបានសម្រាប់មិនមែនជាអរហន្តទេតែជាសច្ចំរុក្ខមូលគឺជាឥសីឥសីមានឋានៈណាដូចជាអ្នកសច្ចំនឹងត្រូវតាំងសិលក្រមភាវនារហូតដល់មានអាយុ300ឆ្នាំចាប់ពី250ឆ្នាំទៅ300ឆ្នាំคล้ายជាអ្នកសច្ចំរុក្ខមូលដល់ពេលលើសពីនឹងទៅណារហូតដល់5 600ឆ្នាំនោះក៏คล้ายទៅជាឥសីណាហើយពាក្យថាមនីឥសីនឹងគឺឥសីទាំងឡាយមនីនឹងច្រើនណាពហុណាមនីនឹងបើគេថាអេនីភាសាបារាំងអូភាសាអង់គ្លេសគេថាសាំអញ្ចឹងទៅសាំនោះសាក់អញ្ចឹងទៅភាសាគេថាសាក់ឬក៏វិសាភាសាបរទេសណាយ៉ាងហើយដើម្បីคลายជាអីសីត្រូវសង្ក្រមភាវនានឹងរហូតដល់ពី4 500ទៅ600ឆ្នាំណាហើយរហូតបើអីសីទេពលោកកើតមកគឺអីសីតែម្ដងព្រះព្រំនឹងជប់មកគឺមានអីសីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែ7អង្គទេអីសីដូចអីសីកសបៈអីសីពិស្វាមិនហ្នឹងលោកអត់ចេះស្លាប់ទេណាលោកគឺជាអីសីទេពទោះជាព្រះអង្គស្លាប់ទៅមែនក៏វិញ្ញាណព្រះអង្គដូចព្រះអាទិទេពអញ្ចឹងណាដូចព្រះព្រំដូចព្រះអិនដូចអីអញ្ចឹងដូចព្រះកណេះអញ្ចឹងណាតែអាចស្លាប់អាចបែងភាគអាចជាអវតារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូចជាឥសីអាគីណេតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឥសីអាគីណេតហ្នឹងលោកគឺជាអវតាររបស់ព្រះឥសូរលោកដើម្បីការពារឋានសមុទ្រទឹកដោះពីពួកអសរៈនៅពេលដែលព្រះវិស្ណុបានផ្ទុំនោះណាលោកក៏បានប្រែកាឡាហើយបានទទួលនៅត្រីអាគីណេតណាត្រីអាគីណេតហ្នឹងមានន័យថាភ្នែកអាគីទី3នោះហើយចូលយាមកាមដោយគ្រុឌកាលនោះព្រះឥសូរទ្រង់ព្រះជាព្រះឥសូរយ៉ាងហើយដោយសារតែជាព្រះឥសូរលោកក៏បែងអវតារទៅជាឥសីអេសូនោះគឺមានន័យថាអេសូនោះគឺជាទីខ្ពង់ខ្ពស់លើអេសីទាំងឡាយណាបើន័យថាជាស្ដេចនៃអេសីដូចព្រះពុទ្ធសម្ណាអូដមអញ្ចឹងណាលោកគឺជាស្ដេចនៃអរហន្តគឺជាសនាគឺជាប្រមុខដឹកនាំនៃអរហន្តទាំងអស់ហើយចំណែកអេសូនោះគឺជាអ្នកដឹកនាំនៃពួកអេសីទាំងអស់ណាដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងដោយសារតែព្រះព្រំនោះបានបង្កើតអេសីមកណាអេសីទេពអេសីទេពនឹងបានបង្រៀនទៅមនុស្សលោកផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យបួសរៀនទៅជាព្រំតាមក្បួនព្រំមាញ់ឲ្យទៅជាអេសីដោយសារតែពួកអេសីនឹងមានមន្តជាខ្លាំងប៉ាកែដោយសារព្រឹកសាគម្ពីត្រៃវេទពីព្រះព្រំទទួលពរជ័យពីពរពីព្រះព្រំពរពីអេសីទេពទាំង7ដែលជាបុត្ររបស់ព្រះព្រំនឹងកើតមានចិត្តលែងខ្លាចអាណាហើយណាលែងខ្លាចប្រអិនលែងខ្លាចព្រះអគី
ព្រះវិយោព្រះម៉ែគង្គាព្រះម៉ែធរណីគង្គាព្រះអគីព្រះវិយោព្រះរុនព្រះយមរេតនិរដីគប់អរិយអីនោះអត់ខ្លាចអាណាទេណាគិតថាអញអាណាប្រឹងរៀនឲ្យសាកល្បងគ្នាទៅវិញទៅមកចាញ់ចាលហ៊ានប្រមាថហ៊ានដាក់បដាសាដល់ព្រះទេវៈព្រះអតិទេពផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទៅព្រះអេសូលដោយទ្រង់លោកកៅសាហាយព្រោះលោកគឺជាមង្គលគ្រឹះនេះគេហៅថាតរយៈថាឲ្យមានអរយៈភាពណាណាឲ្យមានតរយៈភាពនៅក្នុងនេះឆ្កែនឹងទីអ្ហៀមកុយងៀមអុយកងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលព្រះមនីអិសីទាំងអស់នោះដែលមានភាពក្អឺតក្ទោមគេហៅថាមហាឫសីទាំងអស់នោះក្អឺតក្ទោមខ្លាំងពេកដោយលែងខ្លាចក្រិតក្រមច្បាប់ធម្មលាគេហៅថាត្រីត្រីមូទរៈត្រីទេពគេហៅថាព្រះអតិទេពទាំង3នឹងឡើងគ្រប់ច្បាប់អតិទេពទាំង3ហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែភាពឲ្យដៃនេះព្រះព្រំនឹងខាងពេកព្រោះព្រះព្រំគឺជាព្រះអាត្មានិយមណាគឺឲ្យពលដល់ណាដែលកាន់បាក់ពួកអញ្ចឹងដែរហើយពិសេសអិសិទេពទាំង7ក៏អញ្ចឹងដែរអត់ខ្លាចព្រះទេវៈឯងព្រោះគិតថាខ្លួនឯងកើតពីព្រះព្រំដែរណាគឺជាព្រះមួយអង្គដែរណាអត់ខ្លាចទេដូច្នេះដើម្បីតរយៈភាពនៅក្នុងចក្រវាលព្រះសិវៈលោកក៏បានប្រែកលាគឺជាអិសីមួយអង្គដ៏មានឫទ្ធិណាដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបានមកលួងលោមរំខានវិធីបូជាយញ្ញរបស់ពួកអិសីទាំងឡាយហ្នឹងណាដល់អិសីទាំងឡាយហើយក៏បានធ្វើជាប្រុសគឺជាអិសីដ៏មានឫទ្ធិស្រស់ស្អាតវាលស្នែមុនវិជាតាក់ទាញពួកភរិយាហៅថាពួកស្មន់ណាពួកស្មន់ហ្នឹងគឺយើងអាក្រក់អរណែសម័យដើមហ្នឹងគេហៅថាគឺអិសីប្រពន្ធទាំងឡាយដែលជាទីកប់ចិត្តណាមនុស្សដែលជាទីកប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារអិសីកើតក្តៅក្រហាយប្រចាំនីណាមិនធ្វើពិធីបូជាបានសម្រេចទើបអិសីទាំងអស់នោះខឹងណាក៏បានពុះដឹងថាអូអីមានអិសីម្នាក់នឹងមកប៉ុន្តែដល់ពេលដឹងហើយក៏តាមប្រមាថតាមចាញ់អិសីនោះតែដល់ពេលអិសីនោះចាញ់ហើយក៏អិសីទាំងអស់នោះបានដឹងថានោះគឺជាព្រះសិវៈប្រែកលាប៉ុន្តែដោយឫទ្ធិអំណាចពួកអិសីនោះគេថាគេគ្នាច្រើនហើយគេសុទ្ធតែព្រះដែរគេមិនខ្លាចទេព្រះសិវៈតែមកព្រះសិវៈថ្ងៃគឺដល់ពេលសមាធិស្មឹងស្មាតគ្មានទួនាទីគ្មានកាន់កំពីខាន់អីអត់មានទីសក្ការទីឋានល្អដូចបិតារបស់គេគឺព្រះព្រំទេណាគេក៏ប្រើមន្តវិជាដោយបំភ្នក់ភ្លើងជាព្រះថារាក្បួនផ្គុំអាឋានណាអាហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺពេលហ្នឹងឯងដែលគេរបៀបបកលអាឋានគឺគេមើលតាមពួកអិសីគេពួកភ្នំភ្នក់ភ្លើងឡើងហើយគេប្រើវិធីបោសជាយ៉ាញ់សម្រក់ឈាមកាត់សក់កាត់អីហ្នឹងណាអីសក់កដាញ់គេហ្នឹងទឹកអីហ្នឹងបោសចូលក្នុងភ្លើងហ្នឹងហាឲ្យកើតទៅជាភ្លើងណាភ្លើងមកសន្ធោសន្ធឺខ្លាយដុំបាល់ភ្លើងមួយហោះទៅរស់ព្រះសិវៈដើម្បីដុតសម្លាប់ព្រះសិវៈព្រោះមានតែភ្លើងនឹងទេដែលអាចដុតសម្លាប់អតិទេពបានណាដល់មាននរណាដល់ពេលទៅព្រះសិវៈនោះក៏បានប្រែកលាយកដៃមកចំហៀងដៃឆ្វេងនឹងណាកាន់ដុំភ្លើងនឹងដាក់នៅក្នុងដៃឲ្យទូកាន់ចប់អត់ឆេះព្រះអង្គទេអូពួកអិសីនឹងខឹងណាអិសីខឹងក៏ប្រើសិលនឹងទៀតឲ្យคลายទៅជាពស់ដែលមានពឹសមានផាត់សັດពស់ណាតេបនឹងឲ្យហោះទៅចឹកព្រះអិសីអូព្រះអិសីមួយដែលជាដោយព្រះសិវៈប្រែកលាហ្នឹងណាក៏ព្រះសិវៈនឹងចាប់ពស់ហ្នឹងមកចងនៅកកនេះធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការធ្វើមិនដឹងណាហើយរស់ហើយក៏ញឹមហើយដើរចូលមកទៀតដើរចូលមកទៀតអិសីនឹងខឹងណាក៏ប្រើឲ្យคลายទៅជាខ្លានោះហោះសង្គ្រប់មកសន្ធោសន្ធឺផ្គោរំទឹកណាជួយទឹកជួយដីហ្នឹងព្រោះខ្លាសិលហ្នឹងធម្មតាទេដល់ទៅមានណាធ្វើឲ្យព្រះអិសូរហ្នឹងខឹងបែរតន់ព្រះអិសូរឯងព្រះសិវៈដែលប្រែកលាជាអិសីហ្នឹងខឹងណាដាក់តែមួយសិនទៅ
khăng vô chơi mới chọn khla nó chọn khla nó bằng nè chọn phang nưng đây á bằng nó chắp bọ sbai khla nó nè chắp bọ sbai khla chắp bọ sbai khla nó chỉnh hay vô sbai khla máu krom thưa chi sbằng mà thưa chi bằng thưa chi sliệt đập đôi chi sầm put nhưng nè hay so sạch nưng cũng vật chao trong phlương nưng thưa ới pu ới xây nưng khăng tiệt tao bán cái phao môn vị chi tầng ấy xây tên tầng ấy tầng ốc nó cái bầm mồ này ơi mà bụi prum nè có khai từ chi lùm pin nữa anh lùm pin trai sâu bảo phải sửa vẹn nữa nè ho máu nè ho máu làm bay đại chỉ vượt miền na làm bay đại chỉ vượt phải sửa vẹn nó có phao đại đam bảo chập vô lùm pin nâng chóp hơi có chôn cái trên chừng làm bay chôn phong chôn máu bằng miền bụi xây xây nâng khắng có kết thả dĩ bà vút gom ban bà sơ phương gom ban bà sắp xa hà gom ban miền đầm giáng bà dùm lên mà nó bệnh cả đạt chìa bà dùm vẹn có bà dùm chìa bà chúc chúc ôi khai dùm chìa sko vui á sko nó thông á hoa lao dùm lô mê bà dùm lên chèm rô bà dùm vẹn miền nà bà dùm vẹn bà dùm vẹn bà dùm có chắp sko nông vô mô ban nơi không đáy có chấp đam rom rom nơi băm đầm bay rum lê chấp cơ ba khăng khăng nâng về prum về nó ngay để cày mô á có chân chỉ sừng kềm rồi viên ở pre prum hay nâng ở pre sỉ vẹn đúng không á chạy ở nai cái nè đó tại từ pre sỉ vẹn nâng cắt cơ ba prum có bị đam nói prum miên cơ ba pram miên kẹt pram này từ pre sỉ vẹn cắt mũi có vết cho từ than chọc từ than bạch đá cao từ chia mà ha asare ăn tiền nóng uổng lương nông trai về nông dây đơn quân ông dây đơn ít tiền mà còn chín năm thì còn ở đây pro lương để cao rồi liền chín năm máu nè rồi về dân thấy có riêng dân tứ đập thua ơi làm chui than để bay dân tứ vừa học sĩ vẹn âu thơ ơi bảy học sĩ nục bảy ai và anh ấy nông chọc máu bò thoi cùng ao bảy học sĩ vẹn nữa khnya cầm a rum lê chắc cầm ba tục ọc cá ao và ấy xây hay nâng bẹp rum nâng cài sầm rùa là chụp bắp nông bộ ấy xây nâng làng quỳnh á vận đai đời xa là cài sầm rùa nâng hái tới bộ ấy xây nâng đăng thà rút đầu bao press về nâng lố như thế nẹt và nẹt bằng cao lố hái có chỉ nẹt bằng fly lố đai nẹt thay đời xa tuần ti nâng o cứ thận lơ lơ và ăn hiệp chỗ này vẫn đứt อนาคตจักรวาลอาจซิมเมทรีគ្នាមានតលយៈភាពនេះអំណាចទាំងផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅណាវិជាសាស្ត្របារមីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចព្រះសិវៈខ្វះព្រះសិវៈបានទេទៀតទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគឺជាបណ្ដុំនិកាយរបស់ព្រះសិវៈអញ្ចឹងមិនន័យថាព្រះសិវៈលោកគឺជាបង្គោលនៃតលយៈភាពចក្រវាល អញ្ចឹងហើយទើពួកអិសីទាំងអស់គេប្រសិទ្ធនាមឲ្យអីសុំព្រះសិវៈនឹងគឺជាកម្ពូលគឺជាស្ដេចនៃអិសីដែលគ្មានអិសីណាដែលអាចប្រមាថស្មើនឹងព្រះអង្គបានឡើយហើយអិសីទាំងអស់តែងតែបួងសួងដាច់ខាតណាដើម្បីក្លាយជាអិសីអ្នកនោះត្រូវតែគោរពបូជាតាមរបៀបព្រះសិវៈ គឺដូច្នេះទៅគេឲ្យឈ្មោះព្រះនាមមួយទៀតដល់ព្រះសិវៈនោះដែលព្រះនាមព្រះសិវៈទាំងអស់វាមានមក1008ឈ្មោះ1008នាមណាមានឯកសារអស់ណា1008នាមហ្នឹងគឺព្រះអៃសូរហៅថាព្រះអៃសូរណាគឺជាមានន័យថាគឺជាបុគ្គល ដែលជាស្ដេចនៃអិសីទាំងអស់មិនថាអិសីសច្ចំរូបមូលអិសីអីណាអីទេណាអីមហាឫសីអិសីទេពអីណារេគឺសច្ចគឺជាស្ដេចនៃអិសីដោយព្រះសមណគោតមអញ្ចឹងលោកគឺជាស្ដេចនៃអរហន្តហើយអិសីព្រះសិវៈនោះលោកគឺស្ដេចនៃអិសីសាវៈក៏មិនចាញ់គ្នាដែរណាសាវៈ ក្រើនដូច្នេះហើយទើបមានតលយៈភាពអំណាចធ្វើឲ្យពួកអិសីហ្នឹងមានច្បាប់មានវិន័យក្រមត្រឹមត្រូវ
rồi mà đo sập ngày nè riêng môn vị chia đầm bay sầm ra cho chiên bán mình tha nè sạch trắng nè ta rư co à rục à rẹ nè ta tê và đa rục khạ tê và đa ục kẹ đây à tê và đa thân nạ crom đôi chỉ tê và đa tê và bột tê và đa rục khạ tê và đa nè sạch trắng rục cổ mù nè ta xên xên á cứ có rút áo và ta mà ăn rồi bỏ bệnh sử vẹn cứ ụ kẹt nè, bệnh ụ kẹt nè, bệnh ụ kẹt nâng cứ chia áo và ta rồi bỏ bệnh sử vẹn mà ăn đài nè, đó bệnh ảnh xây ở kỳ nền nó cứ chia ảnh xây để mình rất thí kháng cầm chắc kháng ca bìa nè, nè đấy, cứ chia áo và ta rồi bỏ bệnh sử vẹn mà ăn đài nè, mình chẳng ảnh xâu đấy cứ chia tu ăn có bố chinh kê bằng phốt nè cứ chia bạch này ấy xây nhá, bảy sự vẹn miền bản niêm chả ơn mà quan bẩm bay bản niêm nhá, đó quan bẩm bay ao bát ta này, từ đôi bảy vị sư nữ nó lục miền học sấp ao bát ta chiên nhá, và nay học sấp ao bát ta chiên miền ao bát ta là bay nó chiên mà phi áng hai miền ao bát ta thông nó đọp ăng nhá, để miền bảy miền bảy nó sẽ sang bảy Krishna ấy nó làm sôi nó nhá. Nâng sắp tay chi áo vật ta cử tiếng đọp cứ đẹp đọp nâng cái chai nâng nóng ở dục thì mùi mùi đề ná thì hà là dục nà chứng ná nâng tạm vật và nâng nâng nóng chỉ lo nâng cứ lúc ở chai thần nê đế ná bởi hà tì tếp lúc ở chai thần nê đôi dương đế ná lúc thư ca rõ thế ngay đầm bây giờ mình to là dạp phim nóng chạc rõ vào thì mùi ná lúc chọc màu thuở ca rồi thứ ngày thì sẽ hợp bè sử vẹn nâng về lộp bật này mà thì đông đông lộp thuở ca nè bánh phía hay ảo ta bỏ án nâng thuở ca ta cao ớt mà hai màn ai ở liền cho vinh bàn tê ná cao ớt mà hai đôi bè ụ kẹ nhá lộp nơi tam thai ở xa đôi chỉ cục cồn tì than xem nơi tam ả xrom xem ná rốt khát tê và đa bộ bộ bằng nhau cái ai ấy bộ pre bộ ấy đừng ao nâng thật được còn cả thay xa bộ bè ukrep nơi ti asana ấy nó chỉ dùng từ sàn đó ukrep nè bộ ti và đã ao nâng hai để dùng từ sàn bài sầm lo rò ngày đầm bay ao lô sẹp sau nữa đầm bay chui mơ thay asana nè cầm ao miên bộ asare bay sai nè nó mò bình lom sạ nở nữa bay bằng plan rò dương rò chân thấy tí na đây đây là avatar của bà Phật sư vẹn ai nơi bán á dương u thể miên tầm co siêu và lưng môi tới đồng bay ơi chỉ niêm là bà Phật ông nắng cùng chân ai nắng như khai bia ấy xây á ấy xây sạch trăng lúc mùa mì ấy xây mà hà xây á ấy xây tên á để ấy sâu như sạch để ấy xây mình ấy xây không chạy qua không cùng chân ai thôi vậy tư ấy xây lô chất từ lý đó nè ở đôi nhẹ căn và vô xa xa dương khá bật cắn bần này nhẹ căn vô xa xa mai dương ở xa bật cắn rồi lọc cho lòng cặp bị môn máu nè ấy xây lô ở bật cắn thế lô riêng nè áo ta bị chia để ai chẳng ra bán lô riêng được ó mình ha bị chia nó đòi ra đơn đòi ở bệnh xa mạng cổ đông đòi bệnh ả hòn ông nà bệnh chạy cổ bột bệnh ông nà bẹcru ông nam mình nuốt cái đói tê và đa cái đói ao tao bị chia để miệng nuốt để trời ban cho con là chia và giao để phê chấm ra ơn nơi con ông chạm vào lục riên nè lục riên lục sừng con phê và nê xoay nhớ lấy lục chọn con chỉ có buồn xây xây nè đam bay mình riên đó sức đôi chia sại chạm sại nhang từ xóm tháng năm chia ba là bua bạch côn nè mình chẳng á na pra môn bị chia che chụp pra snai môn snai che ở thưa ở kê sờ lanh kê châu chất rô si ấy dân tư chanh cà phê cha tha cha ấy dân áo yon áo ấy che thưa một bên che thưa thằng nằm bự thằng nằm pol thằng nằm chia ba ấy dân tư che chụp nữa than so mà than nữa ấy che thưa mình cùng về che bụng chầm mình cùng về say nhá ấy say cứ miên tràn đôi chân này cứ ấy xây mùi muối đôi chia hà xóm ấy xây mùi muối bây giờ non bùa nó đó cứ đôi chia hà chia lầy mùi giống đó đôi chia school mùi giống đây ai ở riêng đòn mà đục lô bàn á
tê và đà mù lô bàn chân hay đôi và sang sau thứ ngày lúc ăn khâu thì lâu và ai để hạt côn đôi nhà na ri côn gần là bằng hạt pran min ba pu sạch đom lo hay chọn ai lô phật à kim mi nâng đôi nhom mò là ngay nhom lại hiền phật nhom chọn đăng dục mấy nhom xả sam ray cả là học phong tiếp chữ có ba nghìn lớn đặt nhà lại ba phê chuyện cường tài muốn tơ rồi chỉ ba phật tài á vì chân còn chân hay bùa không bà sáng và tam nhom cả na nơi nông vua đó cô tập miền an tức thư an tức phải thông tụi ông bà ăn hai là mày ở chân chết bố lơ bố bà ăn ấy chân tức rồi bà ăn hạt prang hạt ấy lên bà tiết lên ấy chân tức nè bà ăn ấy tập nó đã lùi bà ăn hạt prang ấy rốt ấy chân tức bà ấy dụng quê nhưng mà sốc của phim lo bà nẹ đầy bà sát sốc của phim mình lo ấy dụng khơi tức bà hà nà tiếp bán vì chân nhưng hay khuyên bà ăn mà ông hát các bà bố lòng phách đông dạy ấy rì con ngu sợ thật kì phông sợp xua xua ông hóa nà khớp khóc cho bà bình này ở trong ai dụ khlây ấy bà bốt nâng xong xa tô bà sớm nâng ai dụ quên chìm nữ khóng nơi xa bà ông chàng dịch chú xa ôi kì chìa bà đó chìa ấy mình đã dụ xong khai thế mà bà ông mình chàng thòm chiến tầm đi đó nên thà chân đây chân xong là ao bà sang nó kẻ hạt pran miền hạt pran hạt ấy hai tập hai ấy yên tư á mình men ở bồn là ba là mấy men từ lơ riêng cài đứng thế nè lơ chất đấy nè nẹt khá riêng cài lọ bò là sốt đấy bên đây âm thở bên đây nông chân rúa nó buồn buồn xong lối sập nè khá buồn buồn xong lối ban chờ nhưng nó sập từ hồ bồn nội chân mấy nè khá tư xê tư chắc tư sâm chất nó bỏ vào xong khi mình nung đó chẳng hay ôi vô là lại thì xạ phong nhưng nhìn ấy đây ngày nung nhà chạy lê bì ở rừng ở bè ấy sâu đạch đi ấy xây hay bồn bà mây ấy xây co sang vừa mình tiếp ai khai chỉ xây ba nữa.